sáu tám phẩm phương tiện thiện xảo bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn đại bồ tát nào thành tựu phương tiện thiện xảo như vậy thì đã phát tâm bồ đề bao lâu rồi phật bảo thiện hiện đại bồ tát này đã phát tâm bồ đề trải qua vô số trăm ngàn trăm ước muôn ước kiếp cụ thọ thiện hiện lại bạch phật Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát nào thành tựu phương tiện thiện xảo như vậy thì đã từng thân cận cúng dường bao nhiêu Đức Phật, Phật bảo thiện hiện. Đại Bồ Tát này đã từng thân cận cúng dường hàng hà xa số chư Phật, cụ thọ thiện hiện lại Bạch Phật. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát nào thành tựu phương tiện thiện xảo như vậy thì đã trồng những căn lành thù thắng nào, Phật bảo thiện hiện từ khi đại bồ tát này phát tâm bồ đề đến nay không có căn lành nào do bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lực bát nhã ba la mật đa tạo ra mà vị ấy không siêng năng tu học cho viên mãn nhờ vậy vị ấy thành tựu phương tiện thiện xảo này cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật bạch Thế tôn đại bồ tát nào thành tựu năng lực phương tiện thiện xảo như vậy thì thật là hiếm có phải không Phật bảo thiện hiện đúng vậy đúng vậy như lời ông nói đại bồ tát này thật là hiếm có thiện hiện nên biết như mặt trời mặt trăng quay quanh và chiếu khắp bốn đại châu thế giới làm các sự nghiệp các loài hữu tình ở trong đó nương theo thế lực của ánh sáng ấy mà hoàn tất công việc của mình cũng vậy bát nhã ba la mật đa chiếu soi khắp năm ba la mật đa làm các sự nghiệp năm ba la mật đa như bố thí vân vân nương theo thế lực của bát nhã ba la mật đa đều hoàn tất công việc của mình thiện hiện nên biết như chuyển luân vương nếu không có bảy báu thì không gọi là chuyển luân vương phải có bảy báu mới gọi là chuyển luân vương năm ba la mật đa như bố thí vân vân cũng lạ như vậy nếu lìa bát nhã ba la mật đa thì không được gọi là ba la mật đa không lìa bát nhã ba la mật đa mới được gọi là ba la mật đa thiện hiện nên biết giống như người nữ xinh đẹp giàu có nếu không được người chồng mạnh mẽ bảo vệ thì sẽ bị kẻ ác lăng nhục còn nếu được người chồng khỏe mạnh bảo vệ thì không bị kẻ ác lăng nhục năm ba la mật đa như bố thí vân vân cũng lại như vậy nếu không được năng lực của bát nhã ba la mật đa bảo vệ thì dễ bị thiên ma và quyến thuộc của chúng ngăn cản phá hoại nếu có năng lực bát nhã ba la mật đa bảo vệ thì tất cả thiên ma và quyến thuộc của chúng không thể ngăn cản phá hoại thiện hiện nên biết giống như tướng quân mạnh thông thạo binh pháp khéo trang bị các loại áo giáp và vũ khí bền chắc nên quân địch ở nước lân cận không thể làm hại năm ba la mật đa như bố thí vân vân cũng lạ như vậy nhờ không lìa bát nhã ba la mật đa nên thiên ma và quyến thuộc của chúng những người năng thượng mạng cho đến bồ tát chiên đà la vân vân đều không thể phá hoại thiện hiện nên biết như các vua nhỏ ở châu thiệm bộ tùy thời mà chiều cống phục dịch chuyển luân thánh vương và nương theo luân vương ấy để đến nơi tốt đẹp cũng lạ như vậy năm ba la mật đa như bố thí vân vân theo hỗ trợ bát nhã ba la mật đa và nhờ thế lực bát nhã ba la mật đa dẫn dắt mà chúng mau chứng đắc trí nhất thiết trí hiện hiện nên biết như các dòng sông ở phía đông châu thiệm bộ đều chảy vào sông hằng lớn và theo sông hằng chảy vào biển lớn cũng lại như vậy năm ba la mật đa như bố thí vân vân đều được bát nhã ba la mật đa sâu xa dẫn dắt mới có thể đạt được trí nhất thiết trí thiện hiện nên biết như tay phải của người có thể làm mọi việc cũng vậy bát nhã ba la mật đa có thể tạo ra tất cả pháp lành thù thắng thiện hiện nên biết như tay trái của người làm việc không được tiện lợi. Cũng vậy, năm ba la mật đa trước không thể làm phát sanh các pháp lành thù thắng. Thiện hiện nên biết giống như các dòng sông dù lớn hay nhỏ, hễ chảy vào biển thì đều có vị mặn cũng vậy năm ba la mật đa trước phải nhập vào bát nhã ba la mật đa mới có thể đến bờ kia thiện hiện nên biết giống như chuyển luân vương muốn đến chỗ nào thì có bốn đạo quân đi theo sau và bánh xe máu đi trước vua và bốn loại quân muốn ăn uống bánh xe báo liền dừng sau khi đã ăn uống vua muốn đi bánh xe liền đi trước bánh xe ấy đi hay dừng là tùy theo ý muốn của vua khi đã đến nơi thì nó không còn đi trước nữa cũng như vậy năm ba la mật đa ở trước và các pháp lành muốn đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà thì phải nhờ bát nhã ba la mật đa đi trước dẫn đường cùng tiến và dừng không được rời bỏ nhau. Nếu đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà thì bát nhã ba la mật đa không còn đi trước nữa thiện hiện nên biết giống như chuyển luân vương muốn đến nơi nào thì có bốn loại quân bảy báu đi theo ở phía trước và sau bấy giờ tuy bánh xe báu đi đầu nhưng nó không phân biệt tướng trước sau cũng vậy năm ba la mật đa trước và các pháp lành muốn đến quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề phải nhờ bát nhã ba la mật đa đi trước dẫn đường nhưng bát nhã ba la mật đa này không nghĩ ta đi đầu dẫn đường cho năm ba la mật đa trước chúng đào đi theo ta năm ba la mật đa như bố thí vân vân không nghĩ bát nhã ba la mật đa sâu xa ở trước chúng ta và chúng ta theo pháp ấy vì sao tự tánh của sáu pháp ba la mật đa này và tất cả pháp đều tinh mật, không gì có thể tạo ra, không có chủ tẻ hư vọng không thật, trống rỗng, vô sở hữu, tướng không tự tại giống như sóng nắng, bóng trong gương, như ảnh trăng dưới nước, việc huyễn, giấc mộng, vân vân ở trong đó không có phân biệt và tác dụng của tự thể chân thật bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn nếu tự tánh của tất cả các pháp đều không không có tướng và dụng chân thật thì vì sao các đại bồ tát tu hành bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cầu chứng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đà phật bảo thiện hiện lúc tu hành sáu pháp ba la mật đa này các đại bồ tát thường nghĩ các hữu tình ở thế gian tâm thường điên đảo chìm đắm trong sanh tử không thể tự thoát nếu ta không tu hạnh thù thắng thiện xảo thì không thể cứu vớt họ ra khỏi nỗi khổ sanh tử nay ta phải vì các loại hữu tình mà siêng năng tu hạnh thù thắng khéo léo là bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa hướng đến việc chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề giải thoát các hữu tình ra khỏi biển lớn sanh tử sau khi nghĩ như vậy đại bồ tát này bố thí tất cả các vật ở trong lẫn ngoài cho các hữu tình sau khi đã bố thí vị ấy lại nghĩ đối với bên trong lẫn bên ngoài ta đều không có bố thí gì cả vì sao các vật ở trong ngoài này đều không có tự tánh, không thể chấp bố thí, chẳng có gì thuộc của ta? Do quan sát như vậy, Đại Bồ Tát này tu hành bố thí ba la mật đa sớm được viên mãn và mau chứng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề Vì muốn giải thoát các hữu tình ra khỏi biển khổ sanh tử, Đại Bồ Tát này chọn không phạm giới, vì sao? Đại Bồ Tát này thường nghĩ vì muốn giải thoát tất cả hữu tình ra khỏi nỗi khổ sanh tử, cầu đạt đến quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đà. Ta quyết định không nên giết hại các sanh mạng cho đến tả kiến, cũng quyết định không nên cầu cảnh dục vi diệu, cầu sự giàu có vui vẻ của cõi trời, cầu làm đế thích ma vương phạm vương. Cũng quyết định không nên cầu làm thanh văn độc giác, chỉ tự giải thoát, Nhờ quan sát như vậy nên Đại Bồ Tát này tu hành tịnh giới Ba La Mật Đa mau được viên mãn và mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đà. Vì muốn cứu các hữu tình thoát khỏi nỗi khổ sanh tử, Đại Bồ Tát này không bao giờ phát tâm sân hận giả sử thường bị hủy báng lăng nhục của mắng chua cay đau đớn thấu tim tủy vị ấy cũng không bao giờ phát sinh một niệm sân hận giả sử thường bị các vật như dao gậy ngói đá đất cục vân vân đánh đập thân thể cắt chặt đâm chém mổ xẻ các bộ phận vị ấy cũng không phát sinh một tâm niệm ác vì sao đại bồ tát này quán tất cả âm thanh như tiếng vang sắc như chùm bọt nước không nên vọng khởi sân hận đối với chúng làm hư hoại các phẩm chất tốt. Nhờ quan sát như vậy, Đại Bồ Tát này tu hành an nhẫn ba la mật đa, sớm được viên mãn và mau chứng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đà vì muốn giải thoát nỗi khổ sanh tử cho các hữu tình đại bồ tát này siêng năng cầu tất cả các pháp lành thù thắng trong thời gian từ lúc mới phát tâm cho đến khi đạt quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà vị ấy thường không biếng nhác vì sao đại bồ tát này thường suy nghĩ nếu ta giải đãi thì không thể cứu vớt tất cả hữu tình giúp họ vĩnh viễn lìa khỏi nỗi khổ lớn sanh tử cũng không thể đạt được trí nhất thiết trí do quán sát như vậy. Đại Bồ Tát này tu hành tinh tấn ba la mật đa, sớm được viên mãn và mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà. Vì muốn cứu các hữu tình thoát khỏi khổ sanh tử, đại Bồ Tát này tu các định thù thắng cho đến khi đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, vì ấy không bao giờ phát sanh tâm rối loạn tương ưng với tham sân si. Vì sao? Đại Bồ Tát này thường nghĩ nếu ta phát sanh tâm rối loạn tương ưng với tham sân si, vân vân thì không thể thành tựu việc lợi lạc người khác, cũng không thể chứng Phật quả mà ta mong cầu do quan sát như vậy đại bồ tát này tu hành tịnh lự ba la mật đa sớm được viên mãn và mong chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề để cứu hữu tình thoát khỏi khổ sanh tử đại bồ tát này không lìa bát nhã ba la mật đa cho đến khi đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà vị ấy luôn siêng năng tu học trí tuệ thù thắng vi diệu của thế gian và xuất thế gian vì sao đại bồ tát này thường nghĩ nếu lìa bát nhã ba la mật đa thì ta không thể làm thành thục hữu tình cũng không thể đạt được trí nhất thiết trí do quan sát như vậy đại bồ tát này tu hành bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn và mau chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thiện hiện vì lý do đó tuy tất cả các pháp không có tướng dụng chân thật tự tánh đều không nhưng các đại bồ tát siêng năng tu sáu pháp ba la mật đa không biếng nhác giải đãi để cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại bạch phật Bạch Thế Tôn, nếu tất cả các pháp ba la mật đa có tánh không khác nhau, đều được bát nhã ba la mật đa bao gồm, đều dựa bát nhã ba la mật đa mà tu tập thành tựu, lẽ ra nên hợp thành một ba la mật đa là bát nhã ba la mật đa. Vì sao lại có thể nói, đối với năm ba la mật đa, bát nhã ba la mật đa là hơn hết, là thù thắng, là tôn quý, là cao cả, là diệu, là vi diệu, là ở trên, là vô thượng vô đẳng vô đẳng đẳng. Phật bảo thiện hiện đúng vậy, đúng vậy, như lời ông nói sáu pháp ba la mật đa này có tánh không khác nhau đều được bát nhã ba la mật đa hộ trì nếu không có bát nhã ba la mật đa thì năm ba la mật đa như bố thí vân vân không được gọi là ba la mật đa phải nương vào bát nhã ba la mật đa năm ba la mật đa như bố thí vân vân mới được gọi là ba la mật đa vì vậy năm ba la mật đa trước thuộc vào bát nhã ba la mật đa do đó chỉ có một ba la mật đa được gọi là bát nhã ba la mật đa cho nên tất cả ba la mật đa có tánh không khác Khác nhau. thiện hiện nên biết như loài hữu tình tuy có các loại sắc thân khác nhau nhưng nếu có loài nào ở gần núi tu di thì đều có cùng một màu sắc cũng vậy, năm ba la mật đa tuy có các phẩm loại khác nhau nhưng đều thuộc vào bát nhã ba la mật đa, đều dựa vào bát nhã ba la mật đa mà tu thành tự, đều nhập vào bát nhã ba la mật đa không thể tạo ra danh tánh khác nhau. Lại nữa, các ba la mật đa như bố thí vân vân nương vào bát nhã ba la mật đa mới được nhập vào trí nhất thiết trí, mới được gọi là đến bờ bên kia. Do đó, sáu pháp ba la mật đa đều đồng một vị tánh không sai khác không thể bày ra đây là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa vì sao sáu pháp ba la mật đa đều cùng hướng đến trí nhất thiết trí đều đến bờ kia tánh không sai khác vì lý do này sáu pháp như bố thí vân vân không thể bày ra là có danh tánh khác nhau cụ thọ thiện hiện lại bạch phật nếu theo thật nghĩa thì ba la mật đa và tất cả các pháp đều không có đây kia, hơn kém khác nhau. Vì sao lại nói đối với năm ba la mật đa, bát nhã ba la mật đa là hơn hết, là thủ thắng, là tôn quý, là cao cả, là diệu là vi diệu, là ở trên là vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng phật bảo thiện hiện đúng vậy đúng vậy như lời ông nói nếu theo thuật nghĩa thì ba la mật đa và tất cả các pháp đều không có đây kia hơn kém khác nhau chỉ y theo thế tục mà nói tác dụng nói có đây kia hơn kém khác nhau bày ra bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa là vì muốn độ thoát các loại hữu tình ra khỏi tác dụng thế tục và sanh lão bệnh tử nhưng sanh lão bệnh tử của hữu tình đều chẳng thật có chỉ là giả tạo vì sao do hữu tình là không nên biết các pháp cũng vô sở hữu Bát nhã ba la mật đa sâu xa thông đạt tất cả các pháp đều vô sở hữu, có thể bớt hữu tình ra khỏi tác dụng thế tục và sanh lão bệnh tử. Vì vậy nói đối với năm ba la mật đa, bát nhã ba la mật đa là hơn hết là thù thắng, là tôn quý, là cao cả, là diệu, là vi diệu, là ở trên, là vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng hiện hiện nên biết giống như so với phái nữ của loài người, báu nữ của vua chuyển luân là hơn hết, là thù thắng, là tôn quý, là cao cả, là diệu, là vi diệu, là ở trên, là vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng. Cũng vậy, đối với bố thí ba la mật đa, bát nhã ba la mật đa là hơn hết, là thù thắng, là tôn quý, là cao cả, là diệu, là vi diệu, là ở trên, là vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng. Phụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn vì sao Ngài thường ca ngợi bát nhã ba la mật đa sâu xa so với các ba la mật đa là hơn hết là thù thắng, là tôn quý, là cao cả, là diệu, là vi diệu, là ở trên, là vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng. Phật bảo thiện hiện do bát nhã ba la mật đa này dùng vô sở đắc làm phương tiện có thể nắm giữ tất cả pháp lành hòa hợp nhập vào trí nhất thiết trí an trụ bất động nên ta hằng thường ca ngợi bát nhã ba la mật đa cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bát nhã ba la mật đa sâu xa có thủ xả đối với các thiện pháp không Phật dạy không, bát nhã ba la mật đa sâu xa, đều không có thủ hoặc xả đối với các pháp vì sao? Vì tất cả các pháp đều không thể nắm giữ, giữ và không thể xả bỏ. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bát nhã ba la mật đa sâu xa, không thủ không xả đối với những pháp gì? Phật bảo thiện hiện bát nhã ba la mật đa không thủ không xả đối với sắc, không thủ không xả đối với thọ tưởng hành thức, không thủ không giả đối với nhãn xứ cho đến ý xứ không thủ không giả đối với sắc xứ cho đến pháp xứ không thủ không giả đối với nhãn giới cho đến ý giới không thủ không giả đối với sắc giới cho đến pháp giới không thủ không xả đối với nhãn thức giới cho đến ý thức giới không thủ không xả đối với nhãn xúc cho đến ý xúc không thủ không xả đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không thủ không xả đối với địa giới cho đến thước giới không thủ không xả đối với nhân duyên cho đến tăng thượng duyên không thủ không xả đối với vô minh cho đến lão tử, không thủ không xả đối với bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, không thủ không xả đối với pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, không thủ không xả đối với chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, không thủ không xả đối với thánh đế khổ tập diệt đạo, không thủ không xả đối với bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, không thủ không xả đối với bốn tính định lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không thủ không xả đối với tám giải thoát cho đến mười biến xứ, không thủ không xả đối với pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, không thủ không xả đối với tịnh quán địa cho đến như lai địa không thủ không xả đối với cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, không thủ không xả đối với tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, không thủ không xả đối với năm loại mắt, sáu phép thần thông, không thủ không xả đối với 10 lực như lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, không thủ không xả đối với 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ, không thủ không xả đối với pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, không thủ không xả đối với trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, không thủ không xả đối với quả dự lưu cho đến độc giác Bồ đề không thủ không xả đối với tất cả hạnh đại Bồ Tát, không thủ không xả đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, không thủ không xả đối với trí nhất thiết trí, cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Vì sao bát nhã ba la mật đa không thủ không xả đối với sắc cho đến không thủ không xả đối với trí nhất thiết trí Phật bảo thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa không tư duy vẻ sắc cho nên không thủ không xả đối với sắc cho đến không tư duy về trí nhất thiết trí, nên không thủ không xả đối với trí nhất thiết trí. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, vì sao bát nhã ba la mật đa không tư duy về sắc, cho đến không tư duy về trí nhất thiết trí, Phật bảo thiện hiện do bát nhã ba la mật đa này không tư duy tất cả tướng của sắc cũng không tư duy tất cả sở duyên của sắc cho nên không tư duy về sắc cho đến không tư duy tất cả về tướng của trí nhất thiết trí cũng không tư duy về tất cả sở duyên của trí nhất thiết trí cho nên không tư duy về trí nhất thiết trí cụ thọ thiện hiện lại bạch phật nếu đại bồ tát không tư duy về sắc cho đến không tư duy về trí nhất thiết trí thì làm sao để phát triển các căn lành đã trồng nếu không làm phát triển các căn lành đã trồng thì làm sao viên mãn ba la mật đa nếu không viên mãn ba la mật đa thì làm sao chứng đắc quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề mà mình mong cầu phật bảo thiện hiện nếu đại Bồ Tát không tư duy về sắc cho đến không tư duy về trí nhất thiết trí thì đại Bồ Tát liền có thể phát triển căn lành đã gieo trồng, do căn lành đã trồng được phát triển nên liền có thể viên mãn ba la mật đa, nhờ ba la mật đa được viên mãn nên liền có thể chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề mà mình mong cầu. Vì sao này thiện hiện? Vì các đại Bồ Tát không tư duy về sắc cho đến không tư duy về trí nhất thiết trí mới có thể tu tập trọn vẹn các hạnh của đại Bồ Tát và chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Vì sao Đại Bồ Tát phải không tư duy về sắc cho đến không tư duy về trí nhất thiết trí mới có thể tu tập đầy đủ các hạnh của Đại Bồ Tát và chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Phật bảo thiện hiện, nếu các đại Bồ Tát tư duy về sắc cho đến tư duy về trí nhất thiết trí thì có sở đắc. Do có sở đắc nên họ liền đắm trước dục giới sắc giới vô sắc giới. Nếu đắm trước dục giới sắc giới vô sắc giới thì không thể tu đầy đủ các hạnh của đại Bồ Tát và không thể chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu đại Bồ Tát không tư duy về sắc, cho đến không tư duy về trí nhất thiết trí thì liền được vô sở đắc. Do vô sở đắc nên họ không đắm dục giới sắc giới, vô sắc giới. Nếu không đắm dục giới sắc giới, vô sắc giới mới có thể tu tập đầy đủ các hạnh của đại Bồ Tát và chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề vì vậy này thiện hiện đại bồ tát nào muốn tu hành đầy đủ các hạnh của đại bồ tát muốn mau chứng đắc sở cầu quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề mà mình mong cầu thì phải siêng năng tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa không nên tư duy chấp trước các pháp cụ thọ thiện hiện lại bạch phật đại bồ tát nào siêng năng tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa thì phải trụ nơi nào phật bảo thiện hiện đại bồ tát nào siêng năng tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa thì không nên trụ vào sắc cho đến không nên trụ vào trí nhất thiết trí cụ thọ thiện hiện lại bạch phật vì sao đại bồ tát siêng năng tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa thì không nên trụ vào sắc cho đến không nên trụ vào trí nhất thiết trí phật bảo thiện hiện Đại Bồ Tát nào siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, do không chấp trước đối tất cả các pháp nên không được trụ vào sắc cho đến không được trụ vào trí nhất thiết trí. Vì sao thiện hiện? Vì đại Bồ Tát không thấy có pháp nào mà họ có thể phát sanh chấp trước và an trụ trong đó. Thiện hiện đại Bồ Tát này dùng sự không chấp trước và không an trụ làm phương tiện để siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Lại nữa thiện hiện Đại Bồ Tát nghĩ như vậy Nếu có thể không chấp trước vật gì không an trụ vào đâu Và siêng năng tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa Là tu bát nhã ba la mật đa là hành bát nhã ba la mật đa Tôi có thể không chấp trước vật gì để tu bát nhã ba la mật đa sâu xa Và tôi có thể không chấp trước việc gì để hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế là tôi đã hành bát nhã ba la mật đa thiện hiện do suy nghĩ như vậy và thủ tướng chấp trước nên đại bồ tát này xa lìa bát nhã ba la mật đa vì xa lìa bát nhã ba la mật đa nên cũng xa lìa tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa cũng xa lìa pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không cũng xa lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ cũng xa lìa thành đế khổ tập diệt đạo cũng xa lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo cũng xa lìa bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc cũng xa lìa tám giải thoát cho đến mười biến xứ cũng xa lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện cũng xa lìa cực hỷ địa cho đến pháp vân địa cũng xa lìa tất cả pháp môn đà la ni pháp môn tam ma địa cũng xa lìa năm loại mắt sáu phép thần thông cũng xa lìa mười lực như lai cho đến mười tám pháp phật bất cộng cũng xa lìa pháp không quên mất tánh luôn luôn xả cũng xa lìa trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng xa lìa tất cả hạnh đại bồ tát cũng xa lìa quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật cũng xa lìa trí nhất thiết trí vì sao đó là vì bát nhã ba la mật đa sâu xa không có chấp trước đối với tất cả các pháp chẳng phải bát nhã ba la mật đa sâu xa có sự chấp trước và có tánh chấp trước vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa sâu xa hoàn toàn không có tự tánh, không thể có việc chấp trước đối với các pháp. Vì vậy, này thiện hiện lúc thực hành bát nhã ba la mật đa, Đại Bồ Tát nào phát sanh ý tưởng như vậy? Đây là bát nhã ba la mật đa, ta hành bát nhã ba la mật đa, thì Đại Bồ Tát này tu hành bát nhã ba la mật đa hoàn toàn không chấp trước đối với tất cả Pháp và bát nhã ba la mật đa sâu xa. Lại nữa thiện hiện lúc tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa Đại Bồ Tát nào phát sanh ý tưởng như vậy Đây là bát nhã ba la mật đa Ta thực hành bát nhã ba la mật đa Tức là thực hành toàn bộ thật tướng của các Pháp Do tưởng như vậy Đại Bồ Tát này liền bị thối lui Đối với bát nhã ba la mật đa Nếu bị thối lui đối với bát nhã ba la mật đa Thì bị thối lui tất cả Pháp trắng thù thắng vì sao vì bát nhã ba la mật đa là gốc rễ của tất cả pháp trắng nếu thối thất bát nhã ba la mật đa tức là thối thất tất cả pháp trắng lại nữa, thiện hiện, Đại Bồ Tát nào nghĩ như vậy? Bát nhã ba la mật đa sâu xa, bao gồm bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lực, ba la mật đa, cho đến bao gồm trí nhất thiết trí. Thì Đại Bồ Tát này thối thất đối với bát nhã ba la mật đa. Nếu thối thất bát nhã ba la mật đa thì không thể bao gồm bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lực, ba la mật đa, cho đến không thể bao gồm trí nhất thiết trí. Vì sao thiện hiện? vì chẳng phải lìa bát nhã ba la mật đa mà có thể bao gồm pháp bồ đề phần và có thể chứng đắc trí nhất thiết trí lại nữa, thiện hiện đại Bồ Tát nào nghĩ như vậy, an trụ bát nhã ba la mật đa, liền chắc chắn được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì đại Bồ Tát này liền thối thất bát nhã ba la mật đa, nếu thối thất bát nhã ba la mật đa thì không được thọ ký đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đà. Vì sao? Này thiện hiện, hiện vì chẳng phải lìa bát nhã ba la mật đa mà có thể được thọ ký đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà lại nữa thiện hiện đại bồ tát nào nghĩ như vậy an trụ bát nhã ba la mật đa thì có thể phát sanh bố thí ba la mật đa cho đến tịnh lự ba la mật đa như vậy cho đến có thể làm phát sanh đại từ đại bi đại hỷ đại xả thì đại bồ tát này liền thối thất bát nhã ba la mật đa nếu thối thất bát nhã ba la mật đa thì vị ấy không thể làm phát sanh bố thí ba la mật đa cho đến tịnh lự ba la mật đa như vậy cho đến không thể làm phát sanh đại từ đại bi đại hỷ đại xả vì sao thiện hiện vì chẳng phải lìa bát nhã ba la mật đa mà có thể làm phát sanh pháp an trụ thủ thắng lại nữa thiện hiện Đại Bồ Tát nào nghĩ như vậy Đức Phật biết các Pháp không có tướng nhiếp thọ Và tự chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề sau khi đã đắp quả bồ đề ngài giảng nói khai thị thật tướng các pháp cho các hữu tình nghe thì đại bồ tát này liền thối thất bát nhã ba la mật đa sâu xa Sa. vì sao thiện hiện như lai không chứng biết không giác ngộ không giảng nói không khai thị các pháp vì sao thật tánh các pháp không thể chứng biết giác ngộ và không thể tạo ra thì làm sao có việc hiểu biết giác ngộ rằng nói chỉ bày tất cả các pháp nếu nói thật có việc hiểu biết giác ngộ rằng nói chỉ bày tất cả các pháp thì không có việc đó bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa phải làm sao để được xa lìa những lỗi lầm này phật bảo thiện hiện đại bồ tát nào tu hành bát nhã ba la mật đa mà nghĩ như vậy tất cả các pháp đều vô sở hữu không thể nắm giữ nếu pháp đã vô sở hữu không thể nắm giữ thì không có người có thể chứng đẳng giác ngay hiện tại cũng không có người có thể giảng nói khai thị nếu thực hành bát nhã ba la mật đa như vậy thì xa lìa các lỗi lầm đại bồ tát nào chấp trước pháp vô sở hữu không thể nắm giữ thì xa lìa bát nhã ba la mật đa vì sao thiện hiện vì bát nhã ba la mật đa sâu xa không có chấp trước và nắm giữ các pháp nếu chấp trước và nắm giữ các pháp thì xa lìa bát nhã ba la mật đa cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa là xa lìa hay không xa lìa đối với bát nhã ba la mật đa cho đến bố thí ba la mật đa xa lìa hay không xa lìa đối với bố thí ba la mật đa như vậy cho đến trí nhất thiết trí xa lìa hay không xa lìa đối với trí nhất thiết trí bạch thế tôn nếu bát nhã ba la mật đa hoặc xa lìa hoặc không xa lìa đối với bát nhã ba la mật đa thì vì sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước để làm phát sanh bát nhã ba la mật đa cho đến nếu bố thí ba la mật đa hoặc xa lìa hoặc không xa lìa đối với bố thí ba la mật đa thì vì sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước để làm phát sanh bố thí ba la mật đa như vậy cho đến nếu trí nhất thiết trí hoặc xa lìa hoặc không xa lìa đối với trí nhất thiết trí thì vì sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước để làm phát sanh trí nhất thiết trí Phật bảo thiện hiện Bát nhã ba la mật đa chẳng xa lìa chẳng không xa lìa đối với Bát nhã ba la mật đa cho đến trí nhất thiết trí chẳng xa lìa chẳng không xa lìa đối với trí nhất thiết trí vì vậy Đại Bồ Tát có thể không chấp trước để làm phát sanh Bát nhã ba la mật đa cho đến làm phát sanh trí nhất thiết trí vì sao thiện hiện chẳng phải chính tự tánh, chẳng phải lìa tự tánh mà có thể an trụ làm phát sanh tự tánh? Lại nữa thiện hiện các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, không chấp trước sắc, không cho rằng đây là sắc, sắc này thuộc người kia, cũng không chấp trước đây là thọ tưởng hành thức, không cho rằng đây là thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức này thuộc người kia. Như vậy, cho đến không chấp trước trí nhất thiết trí, không cho rằng đây là trí nhất thiết trí trí nhất thiết trí này thuộc người kia thiện hiện do đại bồ tát này không chấp trước đối tất cả pháp nên liền phát sanh bát nhã ba la mật đa cho đến bố thí ba la mật đa cho đến làm phát sanh trí nhất thiết trí vì sao thiện hiện đại bồ tát nào thực hành bát nhã ba la mật đa có sự chấp trước đối với các pháp cho rằng đây là pháp pháp này thuộc người kia thì không thể tùy ý phát sanh công đức an trụ thủ thắng lại nữa thiện hiện các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, không quán sắc là thường hoặc vô thường, vui hoặc khổ, ngã hoặc vô ngã, tịnh hoặc bất tịnh, vắng lặng hoặc không vắng lặng, viễn ly hoặc không viễn ly, cũng không quán thọ tưởng hành thức là thường hoặc vô thường, là vui hoặc khổ, là ngã hoặc vô ngã, là tịnh hoặc bất tịnh, là vắng lặng hoặc không vắng lặng, là viễn ly hoặc không viễn ly, cho đến không quán trí nhất thiết trí là thường thường hoặc vô thường, là vui hoặc khổ, là ngã hoặc vô ngã, là tịnh hoặc bất tịnh, là vắng lặng hoặc không vắng lặng, là viễn ly hoặc không viễn ly. Do không quán sát đối với tất cả các pháp như vậy, nên Đại Bồ Tát này liền có thể phát sanh bát nhã ba la mật đa cho đến bố thí ba la mật đa. Như vậy cho đến có thể phát sanh trí nhất thiết trí, vì sao thiện hiện, nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa mà quan sát các pháp là thường hoặc vô thường, vui hoặc khổ, ngã hoặc vô ngã, tịnh hoặc bất tịnh, vắng lặng hoặc không vắng lặng, viễn ly hoặc không viễn ly thì không thể tùy ý phát sanh và an trụ công đức thủ thắng. Lại nữa thiện hiện Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, tức là tu hành tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa, cũng là an trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, cũng là an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cũng là an trụ thành đế khổ tập diệt đạo cũng là tu hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo cũng là tu hành bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc cũng là tu hành tám giải thoát cho đến mười biến xứ cũng là tu hành pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, cũng là tu hành mười địa Bồ Tát, cũng là tu hành tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, cũng là tu hành năm loại mắt sáu phép thần thông, cũng là tu hành mười lực Như Lai cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, cũng là tu hành pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, cũng là tu hành trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng là tu hành tất cả hạnh của đại bồ tát, cũng là tu hành quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, cũng là tu hành trí nhất thiết trí lại nữa thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa đi ở nơi nào thì tất cả các ba la mật đa và tất cả các pháp bồ đề phần đều đi theo bát nhã ba la mật đa sâu xa đến đâu thì tất cả ba la mật đa và tất cả pháp bồ đề phần đều theo đến đó thiện hiện giống như vua chuyển luân đi ở chỗ nào thì bốn loại quân mạnh đều đi theo vua chuyển luân đến chỗ nào thì bốn loại quân mạnh đều đến đó cũng vậy, bát nhã ba la mật đa sâu xa, đi theo đường nào và đến đâu thì tất cả ba la mật đa và tất cả các pháp bổ đề phần đều đi theo đến chỗ rốt giáo là trí nhất thiết trí. Thiện hiện như người đánh xe giỏi điều khiển xe tứ mã tránh đường hiểm đi vào đường chính và có thể đến nơi cần đến theo ý muốn. Cũng vậy, bát nhã ba la mật đa khéo điều khiển tất cả ba la mật đa và tất cả các pháp bồ đề phần, tránh xa đường hiểm sanh tử và niết bàn, đi theo đường chính tự lợi lợi tha để đạt đến trí nhất thiết trí mà mình mong cầu. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn thế nào là đường, thế nào là chẳng phải đường của các Đại Bồ Tát. Phật bảo thiện hiện, đường hữu tình, đường thanh văn, đường độc giác chẳng phải là đường đi của các đại Bồ Tát, bởi vì nương theo đó thì không thể đạt đến trí nhất thiết trí. Bát nhã Ba la mật đa sâu xa làm phát sanh sáu pháp Ba la mật đa là đường của các đại Bồ Tát, bởi vì nương vào đó thì chắc chắn có thể đạt đến trí nhất thiết trí. Cụ Thọ thiện hiện lại bạch Phật Bát nhã ba la mật đa sâu xa xuất hiện ở thế gian có thể làm được việc lớn, đó là thị hiện tướng đường và chẳng phải đường, giúp cho các đại Bồ Tát biết đó là đạo hay chẳng phải đạo và có thể sớm chứng đắc trí nhất thiết trí. Phật bảo thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, như lời ông nói. Bát nhã ba la mật đa sâu xa xuất hiện ở thế gian. Có thể làm được việc lớn, đó là chỉ bày tướng đường hoặc chẳng phải đường. Cho các đại Bồ Tát giúp các đại Bồ Tát biết đó là đạo hay chẳng phải đạo và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, thiện hiện, bát nhã ba la mật đa sâu xa, xuất hiện ở thế gian, có thể làm việc lớn là độ thoát vô lượng vô số vô biên hữu tình, giúp họ an lạc lợi ích thù thắng. Thiện hiện nên biết tuy làm vô số việc lợi ích an vui cho người khác, nhưng bát nhã ba la mật đa sâu xa, không chấp trước việc này. Lại nữa thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa tuy có thể thị hiện việc làm của sắc nhưng không chấp trước việc đó, tuy có thể thị hiện việc làm của thọ tưởng hành thức nhưng không chấp trước việc đó. Như vậy cho đến tuy có thể thị hiện việc làm của trí nhất thiết trí nhưng không chấp trước việc đó. Tuy có thể thị hiện việc làm của thanh văn độc giác nhưng không chấp trước việc đó thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa tuy có thể dẫn dắt tất cả đại bồ tát giúp họ đạt quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề xa địa địa vị thanh văn độc giác nhưng không sanh không diệt đối với các pháp vì lấy tánh pháp trụ làm định lượng cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bát nhã ba la mật đa sâu xa không xanh không diệt đối với các pháp vậy tại sao lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đại bồ tát phải vì các hữu tình mà thực hành bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã phật bảo thiện hiện lúc tu hành bát nhã ba la mật đa vì muốn đạt được trí nhất thiết trí mà các đại bồ tát phải thực hành bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã hiện hiện đại bồ tát đó đem căn lành này cho các hữu tình rồi cùng nhau hồi hướng trí nhất thiết trí. Hồi hướng trí nhất thiết trí như vậy chính là tu sáu pháp ba la mật đa mau được viên mãn, cũng là tu từ bi hỷ xả của Bồ Tát mau được viên mãn, cho đến khi an tọa nơi tòa bồ đề vi diệu vị ấy thường không xa lìa sáu pháp ba la mật đa này ai không xa lìa sáu pháp ba la mật đa này thì không xa lìa trí nhất thiết trí vì vậy này thiện hiện đại bồ tát nào muốn mau chứng đắc trí nhất thiết trí thì phải tinh tấn tu học sáu pháp ba la mật đa đại bồ tát nào siêng năng tu học hành trì sáu pháp ba la mật đa này thì tất cả căn lành mau được viên mãn và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Vì vậy này thiện hiện các đại Bồ Tát phải thường tương ưng với sáu pháp ba la mật đa chờ có lìa bỏ nhau. Cụ thọ thiện hiện thưa, Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát phải làm sao để có thể thường tương ưng với sáu pháp ba la mật đa không lìa bỏ nhau. Phật bảo thiện hiện, nếu đại Bồ Tát quán sát như thật, sắc chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, quán sát như thật, thọ tưởng hành thức chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, cho đến quán sát như thật trí nhất thiết trí chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, thì đại Bồ Tát này có thể thường tương ưng với sáu pháp Ba la Mật đa, không bỏ lìa nhau. Lại nữa thiện hiện đại Bồ Tát nào thường nghĩ, ta không nên trụ vào sắc cũng không nên trụ phi sắc, ta không nên trụ vào thọ tưởng hành thức cũng không nên trụ phi thọ tưởng hành thức, cho đến ta không nên trụ vào trí nhất thiết trí cũng không nên trụ phi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì sắc chẳng phải năng trụ, chẳng phải sở trụ. Thọ tưởng hành thức cũng chẳng phải là năng trụ, chẳng phải là sở trụ. Như vậy cho đến trí nhất thiết trí cũng chẳng phải năng trụ, chẳng phải sở trụ vậy. Thiện hiện Đại Bồ Tát nào nghĩ như vậy thì có thể thường tương ưng với sáu pháp ba la mật đa không lìa bỏ nhau. Thiện hiện Đại Bồ Tát nào có thể dùng phương tiện vô trụ này tu hành sáu pháp ba la mật đa thì Đại Bồ Tát ấy mau chứng đắc trí nhất thiết thiện hiện giống như có người muốn ăn trái xoài hoặc quả mãng cầu thì trước tiên phải đem hột của nó trồng nơi đất màu mỡ, tùy thời tưới nước bón phân giữ gìn chăm sóc, dần dần nó xanh ra mầm thân nhánh lá trải qua thời gian liền có hoa quả và khi quả đã chín thì hái ăn. Này thiện hiện cũng như vậy đại Bồ Tát nào muốn đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì trước tiên phải học sáu pháp ba la mật đa rồi dùng việc bố thí hoặc ái ngữ hoặc lợi hành hoặc đồng sự để bào bọc hữu tình. Sau khi đã bảo bọc họ rồi lại dạy họ an trụ vào bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lực bát nhã ba la mật đa Sau khi đã giúp họ an trụ lại giúp họ giải thoát sanh lão bệnh tử và chứng đắc sự an lạc thường trụ rốt ráo Bồ Tát nào làm như vậy sẽ đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề chuyển pháp luân vi diệu độ vô số chúng sanh vì vậy này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào muốn tự hiểu rõ các pháp không cần nhờ người khác, muốn có thể làm thành thục tất cả hữu tình, muốn trang nghiêm cõi Phật một cách hoàn hảo, muốn mau an tọa nơi tòa Bồ Đề vi diệu, muốn làm hàng phục tất cả ma quân, muốn mau chứng đắc trí nhất thiết trí, muốn truyền pháp luân giải thoát các hữu tình, ra khỏi sanh già bệnh chết và đạt được sự an lạc thường trụ rốt giáo, thì nên học sáu pháp ba la mật đa, dùng phương tiện tứ nhiếp pháp để bảo bọc hữu tình, sau khi đã bảo bọc nên giúp họ an trụ vào bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, khi Bồ Tát siêng năng tu học như vậy thì cũng phải thường siêng năng tu học bát nhã ba la mật đa hết quyển thứ bốn trăm sáu mươi